吞，还因火塔先有肉多，你野生嘅快得偏叫夜蒙古。em không gì mong cầu, em không gì mong cầu. Ta khắc đi kiều, nghiêm gì không thường mã phu này sẽ bị cực hình kinh kiếp nhất. Cổ thần đi. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ, thì tiểu thơ nên về lại với quê. Ở lại nơi đây càng thêm khổ. Tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu bỏ tay thôi. Lời tiền đưa ta về lại quê hương nhờ các trăm mối mờ. Anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang sơn còn xa xăm dịu dời, tiểu thơ đừng nán lại nơi này. Tôi ngắm ngôi sao lại đêm đưa ta Thiên Kiều, tại sao em khóc? Không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Tại sao em khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ, thôi hết rồi. Chú xa, yêu nhau là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội.
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều, từ bấy lâu nay anh mấp mãi trong kỷ niệm ban đầu. Mình đã một thời chắc chiêu, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Một điều quan trọng nhưng vẫn lầm thinh, theo ngày tháng lạnh lùng, anh muốn nói với em một điều, nỗi đau sầu vì yêu. Còn như anh em là kẻ ngài chính phạt ngộ trở, vào hẻm ra quy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm mơ. Tình cấm ninh nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió lòng, như lòng của em đang bao động tơi bời. Thiên Kiều ơi, sao chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ, như đánh mất một cái gì quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, ai là người đắp mộ cho anh? Em ca một bài nữa, con cò trắng đi.